Cho nên mình đang có mặt ở gian hàng của Suplu uh, Sublu là hãng chuyên làm các thiết bị lặn cầm tay uh, Tại CS2024 năm nay họ cũng có một cái gian hàng demo khá là hoành tráng Mình thấy ở Việt Nam thì thông tin về các sản phẩm của Sublu chưa nhiều Nhưng mà tại CS thì mình thấy là có rất là nhiều người ở Mỹ đã mua sản phẩm này về dùng rồi Thiết bị mà anh em thấy trong hình có tên là Wireshark Mix Đây là cái thiết bị rẻ nhất trong dòng các sản phẩm của Sublu mà anh em có thể mua được Dòng Mix cơ bản thì sẽ được bán với giá là 499 đô Trong khi đó phiên bản Mix Pro với một số nâng cấp giá là 699 Đô. thật nhìn thì anh em sẽ nghĩ đây là một thiết kế giống như một cái ron không người lái với thiết kế dạng tàu vũ trụ có hai phần động cơ cánh quạt rất là to được đặt ở hai bên washak à, mix có thiết kế rất là đẹp ha gọn gàng và mang tính khí đồng học để giúp cho người dùng có thể dây dàng nước đi khi mà chơi ở dưới nước À, không chỉ có màu trắng như là cái tên White Shark thì Mix còn có thêm khoảng 5 phiên bản màu sắc khác nhau để phù hợp với sở thích của nhiều người. À, về cá nhân mình thì thấy màu xanh dương với cái đường viền màu cam là cái phiên bản có màu đẹp và nổi bật nhất. Phần động cơ đẩy được đặt ở hai bên cánh, đường kính cánh quạt rộng khoảng 13 cm. Đây là ứng chừng thôi, tại vì mình cũng không thấy thông số của họ ghi ở trên trang web. À, luôn nói rằng thiết bị của họ là những thiết bị lặn cầm tay đầu tiên trên thế giới sử dụng đua mô tô với hai cái động cơ được đặt ở hai bên. Việc đặt động cơ như thế này sẽ giúp nó tạo được lực đẩy tốt hơn và tính ổn định của nó khi hoạt động dưới nước cũng cao hơn vận tốc tối đa mà thiết bị này có thể đạt được là 1,5m trên dây và nó có thể hoạt động được ở độ sâu tối đa là 40m à, tổng trọng lượng của Wasac Mix khi lắp đủ pin và cả luôn phần cánh nổi là 2,6kg Trọng lượng này thì là tương đối nhẹ và điều này sẽ giúp cho người dùng cơ động hơn trong việc mang theo rất là dễ dàng. Phần cánh nổi, cái phần floater này nè là anh em có thể tháo ra và gắn vào được. Khi mà gắn vào thì nó sẽ giúp anh em lướt đi ở phần nước nông khoảng từ 1 cho tới 5 m độ sâu, phù hợp với những hoạt động vui chơi dưới nước cơ bản và cũng rất thích hợp khi sử dụng ở hồ bơi. Còn khi mà anh em tháo cái phần cánh nổi ra thì nó có thể giúp anh em lặn sâu xuống tới 40 m lượng Điều này sẽ giúp anh em phù hợp với các hoạt động free diving khám phá ở những nơi có không gian mở như là ở sông hồ ở biển và khi tháo cánh nổi ra thì nó cũng dễ dàng đạt được vận tốc tối đa hơn nhưng mà đồng thời thì nó cũng sẽ khó điều khiển hơn một chút. À, cái hay nữa mấy cái thiết bị của Sublu là mình thấy là họ thiết kế sẵn mấy cái ngàm để lắp được action cam vào. Anh em có thể gắn GoPro vào để quay lại những cái khoảnh khắc khi mà anh em vui chơi dưới nước bên cạnh cái phần ngàm cơ bản ở cái phần đầu của thiết bị ấy, thì mình thấy là đu cũng bán thêm rất là nhiều phụ kiện để anh em có thể tùy biến được nhiều hơn giống như trong hình thì anh em có thể thấy là họ gắn thêm rất rất là nhiều thứ từ đèn nè hai ba con gopro rồi có cả cái à, phần hộp chống nước để mà anh em bỏ điện thoại vào nếu mà anh em không có gopro thì anh em có thể gắn điện thoại vào để quay bên cạnh phiên bản quay mix cơ bản thì anh em cũng có thể mua thêm phiên bản Mix Pro à, với Mix Pro thì tốc độ tối đa mà nó đạt được là 1,8 giây và nó sẽ có thể chỉnh được hai mức tốc độ à, anh em có thể chạy nhanh hoặc là nhanh hơn nữa thay vì chỉ là một phiên bản như là Mix, bản Mix Pro thì cũng có thời lượng pin cao hơn được tới 60 phút chơi thay vì 30 phút như bản Basic. Rồi đó là một số cái thông tin mà mình trên tay nhanh cho anh em về cái thiết bị uh, Wireshark Mix của Sublu ha. À, mình đi nghe qua CS thì mình thấy cái gian hàng của họ có hồ bơi rồi có mấy cái con nhìn như ron nhìn đẹp quá. Cho nên mình vào coi thử, mình vào trải nghiệm thử thì mình thấy rất là ấn tượng. Rồi à, chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong những video sau.